Chào các bạn. Theo thông tin từ báo thanhniên.vn, vợ cũ của siêu mẫu Duy Nhân tái hôn. Sau hơn 4 năm kể từ khi siêu mẫu Duy Nhân qua đời vì căn bệnh ung thư, thì vợ cũ của anh là Kiều Anh cũng đã tìm được niềm vui mới trong sự chúc phúc của cộng đồng mạng. Tháng 5 năm 2015, thì làng giải trí Việt đau xót nhận tin người mẫu diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29, chỉ sau vài tháng mắc bệnh ung thư máu. Thương chàng trai tài năng nhưng đoạn mệnh, nhiều người còn xót xa cho người vợ trẻ của anh, đó chính là Kiều Anh. Vượt qua nỗi đau mất chồng, cô gái xứ Huế tiếp tục gắn bó với công việc cũ tại một trung tâm Anh ngữ và tập tành kinh doanh, nhưng hạn chế đăng tải hình ảnh trên các trang mạng xã hội. Thì thoảng, cộng đồng mạng đã thấy cô chia sẻ những triết lý cuộc sống và nghị lực vượt khó khăn trên trang cá nhân. Ngày 26 tháng 10, Kiều Anh bất ngờ lên xe hoa trong sự xúc phúc của bạn bè, không chia sẻ gì trên trang cá nhân, tin vui vẫn được mọi người biết đến và chúc mừng qua những hình ảnh của bạn bè chụp lại. Trong ngày vui thì Kiều Anh chọn áo dài đỏ truyền thống, rạng rỡ bắt đầu cuộc hôn nhân mới. Nhiều người bình luận, giữa lúc ở độ tuổi đẹp của thanh xuân, tai họa bất ngờ ập xuống tổ ấm nhỏ bé của Duy Nhân và Kiều Anh đã khiến cho cô trở thành quả phụ. Kiều Anh hoàn toàn xứng đáng tìm được hạnh phúc thêm lần nữa. Đặc biệt, ngày 26 tháng 10 cũng là ngày sinh nhật của nam diễn viên quá cố. Bạn bè cho biết khi còn sống, Duy Nhân luôn mong muốn vợ sẽ hạnh phúc. Kiều Anh và Duy Nhân yêu nhau được 4 năm sau khi kết hôn thì cả hai dọn về sống ở một căn nhà trọ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 3 tháng sau thì Duy Nhân phát hiện bị bệnh ung thư. Trong những ngày điều trị, cả hai vẫn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc mỗi khi được bác sĩ cho phép gặp nhau khiến dân mạng cảm động. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.